365 ngày cùng với các thánh học trường Giêsu. Ngày thứ tư. Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthew chương 15 câu 32. Thầy thương xót đám đông này vì đã 3 ngày họ ở lại với thầy nhưng không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Lời Thánh Teresa Calcutta. Những người nghèo khổ đang kêu gọi chúng ta. Chúng ta phải nhanh chân đến để yêu thương họ. Học với Chúa Giêsu. Vô cảm là thái độ rất tiêu cực, và xã hội hôm nay còn coi đó là căn bệnh nguy hiểm, vì vô cảm làm cho lòng người đóng lại trước những khổ đau của người khác. Nghĩa là ai đau, ai khổ là chuyện của họ, vì mạnh ai nấy sống mà. Chúa Giêsu đã tố cáo thói vô cảm bằng nhiều cách khác nhau. Ngài noi gương và mời gọi chúng ta chú tâm đến người khác, cảm được nỗi đau và nhu cầu của họ. Chúa còn tìm cách để an ủi, thoa dịu và đáp ứng nhu cầu của người đang cần đến sự nâng đỡ, như đám đông theo Chúa suốt 3 ngày đã được Chúa yêu thương. Nhưng không chỉ ban lời yêu thương, Chúa còn đưa đôi tay ra để nâng đỡ họ, lo lắng cho họ có cái ăn nuôi thân xác, lo cho họ tránh khỏi tình trạng đói trên đường và xỉu dọc đường. Mặc lấy tinh thần thương xót và chú tâm của Chúa Giêsu, mẹ Teresa cũng đã khuyên nhủ chúng ta đừng vô cảm trước người nghèo khổ, mà luôn chú tâm lắng nghe họ, nhìn đến họ và nhanh chân chạy đến để yêu thương nâng đỡ họ. Bạn ơi, khắp nơi trên thế giới bao tiếng kêu của người nghèo đang vang lên và chờ đợi sự đáp lời của mỗi chúng ta. Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết tránh thói vô cảm bằng cách làm ngược lại. Nghĩa là thay vì vô cảm, ta biết thương xót người khác, biết chia sẻ nỗi đau của người khác, như đạo lý cha ông chúng ta dạy. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Biết thương người như thể thương thân, biết ý thức rằng nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Lạy Chúa Giêsu, chúng con luôn sống trong tình trạng căng thẳng giữa ích kỷ lo cho bản thân với mở lòng chia sẻ đỡ nâng người khác. Xin Chúa cho chúng con biết tập sống mỗi ngày vượt ra khỏi sự căng thẳng này theo hướng tích cực, là bỏ đi thói vô cảm và ích kỷ, để biết chú tâm nhiều hơn đến anh chị em và dấn thân nâng đỡ họ. Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Teresa Calcutta, xin cầu cho chúng con.
hồn sống với Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta chú tâm đến người bên cạnh nhiều hơn. Cụ thể, ta quyết tâm làm được một việc tốt cho anh chị em, hay nhiều việc tốt thì còn tuyệt hơn nữa. Mỗi lần làm việc tốt cho anh chị em xong, ta nhắm mắt lại, hướng lòng về Chúa Giêsu. Thật tự nhiên, ta nói vài lời tạ ơn Chúa cho ta được là học trò đơn sơ và biết bắt chước sống thương xót như Chúa. Dòng đời trôi bao nhiêu tháng trời mà đời còn bon chen tháng năm, tìm ngược xuôi giữa nơi chờ đợi, con đi tìm hạnh phúc xa khơi. Và nhiều khi giấc mơ tan rồi, đời buông xuôi theo con nước trôi, mà lòng nghe xót xa e chê, đời con gánh vai nặng nề. Hồn còn mong phút giây êm đềm, đời còn mong nghỉ ngơi ấm êm. Dù ngày qua quá xa thiên đường, con mong tìm về bên yêu thương. Tìm về đâu bước chân chiều nàng, tìm về đâu con tim giá băng, tìm về đâu dấu xưa hoang đàng, một thời con đi hoang. Hãy về cùng Giêsu, vì Giêsu nhân ái khiêm nhu. Hãy về cùng Giêsu, người là nơi êm đềm hạnh phúc. Hãy học cùng Giêsu, vì Giêsu nhân ái khiêm nhu. Hãy học cùng Giêsu, vì Giêsu chứa chan tình thương. Dòng đời trôi bao nhiêu tháng trời mà đời con bon chen tháng năm, tìm ngược xuôi giữa nơi chờ đợi, con đi tìm hạnh phúc xa khơi. Và nhiều khi giấc mơ tan rồi, đời buông xuôi theo con nước trôi, mà lòng nghe xót xa ê chề, đời con gánh vai nặng nề. Giây êm đềm, đời còn mong nghỉ ngơi ấm êm. Dù ngày qua khuất xa thiên đường, con mong tìm về bên yêu thương. Tìm về đâu bước chân chiều nào, tìm về đâu con tim giá băng, tìm về đâu dấu xưa hoang đàng, một thời con đi hoang. Hãy về cùng Giêsu, vì Giêsu nhân ái khiêm nhu. Hãy về cùng Giêsu, người là nơi êm đềm hạnh phúc. Hãy học cùng Giêsu, vì Giêsu nhân ái khiêm nhu. Hãy học cùng Giêsu, vì Giêsu chứa chan tình thương. Hãy về cùng Giêsu, vì Giêsu nhân ái khiêm nhu. Hãy về cùng Giêsu, người là nơi êm đềm hạnh phúc. Hãy học cùng Giêsu, vì Giêsu nhân ái khiêm nhu. Hãy học cùng Giêsu, vì Giêsu chứa chan tình thương.